Tiền vệ Nguyễn Quang Hải vừa có màn ra mắt tại Po FC ở vòng 1 giải League 2. Nhân dịp này, chúng ta hãy cùng với Vietnam Football 24 tìm hiểu xem từ trước tới nay đã có những cầu thủ gốc Việt nào từng chơi ở giải hạng đấu cao nhất của bóng đá Pháp. Ludovic Cassette sinh năm 1980, Agioce Nacional 3. Ludovic Cassette là người mở đường cho trào lưu cầu thủ Việt Kiều về nước tìm cơ hội. Năm 2004, thông qua kết nối từ một người thân tại Việt Nam, tiền vệ phòng ngự trưởng thành từ Agioce được VFF mời về thử việc tại đội tuyển quốc gia Việt Nam, khi đó đang được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Edson Tavares. Dù màn thể hiện không như mong đợi, Ludovic vẫn nhận được sự quan tâm rất nhiều từ câu lạc bộ V-League. Cầu thủ này đã ký hợp đồng 3 năm với Đà Nẵng, hưởng lương 3.500 USD một tháng. Bên cạnh đó, anh cũng được lãnh đạo câu lạc bộ hỗ trợ nhập tịch thành công. Ludovic Cassette chính là cầu thủ Việt Kiều đầu tiên giữ hai quốc tịch cùng một lúc. Tuy nhiên, đó cũng chính là điểm nhấn đáng chú ý hiếm hoi của chàng tiền vệ sinh năm 1980. Chỉ sau một năm gắn bó, anh bị câu lạc bộ Đà Nẵng thanh lý hợp đồng vì năng lực hạn chế. Cầu thủ này đã trở về Pháp làm công tác huấn luyện. Năm 2011, anh quay lại Đông Nam Á thành lập một trung tâm bóng đá có tên là Etoile FC, đóng tại Singapore. Philemon Vĩnh Long sinh năm 1982, Metz League 1. Philemon Vĩnh Long sinh năm 1982 tại Metz, mẹ của anh tên là Pha, là người Lai Việt Pháp, gia đình bà sang Pháp năm 1981. Vĩnh Long khởi đầu sự nghiệp tại Metz. Tháng 10 năm 2000, anh có cơ hội ra mắt đội 1 tại giải League 1 trong trận gặp Lăng. Khi đó, Vĩnh Long chỉ mới 18 tuổi. Anh được tung vào sân thay cho Gregory Leka và có 13 phút thi đấu ở cuối trận. Cũng trong mùa 2000-2001, Vĩnh Long còn một lần ra sân cho Metz tại League 1 trong trận đấu vào tháng 11 với Toulouse. Đầu năm 2004, cầu thủ này đã chia tay Metz để chuyển tới Kizio. Sau đó, anh phiêu bạt tới một số đội bóng nhỏ ở Đức, Ý và Luxembourg. Vĩnh Long giải nghệ năm 2009 khi mới 27 tuổi. Johnny Nguyễn Ngọc Anh sinh năm 1986, Ram Nacional 1. Hồi đầu thập niên 2010, Johnny Nguyễn là một trong những cầu thủ Việt Kiều đáng chú ý bậc nhất. Anh từng thi đấu tại Nacional 1 và có tên trong danh sách dự League 2 cùng với đội bóng giàu truyền thống của Pháp là Rams. Hè năm 2012, sau gần nửa năm tập chay để chờ nhận quốc tịch, Johnny đã chính thức ra mắt V-League trong màu áo của câu lạc bộ bóng đá Hà Nội của Bầu Kiên. Tuy nhiên, hành trình của Johnny trên đất mẹ đã không kéo dài được lâu. Tháng 8 năm 2012, Bầu Kiên bị bắt, đội bóng của anh phải dừng hoạt động. Johnny quyết định trở lại châu Âu và từ đây sự nghiệp của anh cũng dần đi vào bóng tối. Joan Caballé sinh năm 1986, PSG Lille League 1. Joan Caballé có bà nội là người Việt Nam, bà của anh tên là Mai Thị Hoa, quê gốc ở Hải Phòng, sau này lên Hà Nội sinh sống rồi kết hôn với một người lính Đông Dương. Sau khi chiến tranh kết thúc, hai người sang Pháp sinh sống và có với nhau 8 mắt con, trong đó có cha của Caballé. Trong sự nghiệp, Caballé từng có 48 lần khoác áo đội tuyển Pháp. Anh có tên trong đội hình của Les Bleus vô địch ở Euro 2016. Ở cấp câu lạc bộ, Caballé từng có 3 lần đăng quang League 1 cùng với Lille và PSG. Trước khi giải nghệ năm 2021, cầu thủ từng chơi cho Newcastle ở ngoại hạng Anh từng được liên hệ chuyển tới Bình Định, nhưng thương vụ đổ vỡ ở phút cuối vì một số lý do khách quan. Trái với Joan, người em trai Gilfrey Caballé lại không có được sự nghiệp quá nổi bật. Tiền vệ 33 tuổi đã dành phần lớn sự nghiệp để thi đấu tại Huascaya ở giải Nacional 2. Michael Lê sinh năm 1993, Metz Nacional 1. Michael Lê có bố mẹ đều là người Việt nhưng sang Pháp sinh sống từ nhỏ. Anh và cựu tuyển thủ quốc gia Nguyễn Minh Chuyên là anh em họ. Thời nhỏ, Michael được đào tạo tại Metz. Anh từng thi đấu cho đội 1 câu lạc bộ này vào mùa 2012-2013 khi họ tham chiến tại Nacional 1. Đó cũng là điểm sáng lớn nhất trong sự nghiệp của hậu vệ cao 1m85. Sau này, sự nghiệp của Michael chủ yếu quanh quẩn ở câu lạc bộ Nacional 2 và 3. Vào các năm 2013 và 2015, anh có hai giai đoạn ngắn thử việc tại U23 Việt Nam và đội 1 của Hà Nội TNT nhưng đã không để lại được dấu ấn và phải sớm rời đi. Kelvin Phạm Ba sinh năm 1993, Versailles Nacional 1.
Từ ngày bắt đầu sự nghiệp cho tới nay, Kelvin Phạm Ba chỉ thi đấu ở National 2, tương đương với giải hạng 4 tại Pháp. Khởi nghiệp trong vai trò tiền vệ cánh, nhưng hiện tại Kelvin thường chơi ở hàng phòng ngự trong cả hai vai trò là trung vệ và hậu vệ phải. Mùa giải 2021-2022, cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của Sosho đã thi đấu khá thành công trong mùa áo của Versailles. Anh giúp đội nhà giành vé thăng hạng National 1 với vị trí đầu bảng tại nhóm D. Tristan Đỗ, sinh năm 1993, Abidjan, Gazelec Ajaccio, National 1. Tristan Đỗ là một trường hợp đặc biệt khi mang trong mình cả ba dòng máu là Việt, Thái và Pháp. Ông nội anh là người Việt, sang Thái Lan sinh sống từ khi còn nhỏ. Cha của Tristan là người Lai Việt Thái, còn mẹ của anh là người Pháp. Cuộc sống của Tristan từ nhỏ đã bị ảnh hưởng bởi văn hóa Thái. Thế nên khi được Liên đoàn bóng đá Thái Lan ngỏ lời nhập tịch để thi đấu cho đội tuyển nước này, cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của Lorient đã ngay lập tức nhận lời. Trước khi gia nhập Thái League, Tristan từng có 3 mùa tranh chiến ở National 1 và 2 trong màu áo của Epinan và Gazelec Ajaccio. Jason Bendan, sinh năm 1996, Sosho Kevli Kroan, League 2. Jason Bendan là một trong những cầu thủ Pháp gốc Việt nổi tiếng nhất từ trước tới nay. Khi còn trẻ, sản phẩm của lò đào tạo Sosho từng nhiều lần được gọi tên lên đội tuyển U16 và U18 của nước Pháp. Anh có 70 trận thi đấu tại League 2 và có nhiều lần giữ vai trò thủ quân tại Le Lyon Show. Đầu mùa giải 2020, Jason Bendan đã chuyển tới Mỹ để khoác áo Red Bull New York. Tuy nhiên, đây lại là quãng thời gian khá khó khăn đối với chàng hậu vệ đa năng có mẹ là người Việt. Ngoại trừ mùa giải đầu tiên được trọng dụng, giai đoạn 2021-2022, Bendan thường xuyên bị đẩy xuống chơi cho đội dự bị, thi đấu tại giải USLC tương đương với giải hạng 2 của Mỹ. Tới mùa hè năm 2022, anh quyết định chia tay xứ cờ hoa để quay lại Pháp thi đấu cho Quevilly Groan tại giải League 2. Lucas Bùi Đình Pu, sinh năm 2000, Poissy, National 2. Cũng như Ranson Pendan, nếu chỉ nhìn bề ngoài, khó ai có thể nhận ra chất Việt trong con người của Lucas Bùi Đình Pu. Tiền vệ này được đào tạo tại AC Bloemier Pionker. Năm 17 tuổi, anh gia nhập Học viện bóng đá PSG và đã trải qua 2 mùa giải tại đây trước khi tốt nghiệp và rời đi. Lucas có một thời gian ngắn khoác áo Poissy tại National 2, tương đương với giải hạng 4 của nước Pháp. Sau đó thì anh giải nghệ để theo học ngành marketing tại trường kinh doanh châu Âu EPS Paris. Geoffrey Dubon, sinh năm 1992, La Fran, League 2. Geoffrey Dubon, sinh năm 1992, tại Bondy của Pháp. Anh có mẹ là người Việt, còn cha là người gốc Guadeloupe. Dubon khởi nghiệp trong màu áo của Red Star, sau đó anh chuyển tới một loạt đội bóng nhỏ ở National 3, 4 và 5. Sự nghiệp của tiền đạo cao 1m83 chỉ thực sự lên đời sau mùa giải 2021-2022 khi thành công cùng với La Van. Trong năm này, anh ghi 19 bàn sau 30 trận, giúp đội nhà đoạt vé lên chơi ở League 2. Geoffrey Dubon cùng với Rason Denban là các cầu thủ gốc Việt sáng giá nhất tại Pháp. Transfermarkt định giá cả hai ở mức 600.000 euro. Đáng chú ý, tiền đạo mang hai dòng máu Việt và Guadeloupe còn có một người em trai tên là Dylan Dubon. Dylan thi đấu ở vị trí thủ môn và hiện đang đầu quân cho Bobigny ở National 2. Muốn biết thêm các thông tin độc quyền về cầu thủ Việt Kiều trên toàn thế giới? Còn ngần ngại gì mà không bấm vào nút đăng ký kênh Việt Nam Football 24 và nhấn chuông thông báo? Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.